Đại lão à, thường tình không à, ngài để là 20 chữ à, rất là hay à, chân thành à, thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. À, nên cái trang à, của chùa mình à, là cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, cùng là một danh hiệu A Di Đà Phật. Chân thật mà tin Phật thì được quả báo gì? Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh đều là người chân thật tin Phật. Khi những đức đọc công đoạn của Pháp Sư Hải Khánh có một chút thôi, nhưng mà thấy ngài học Phật quá chân thật. Đi vào trong chùa, người ta thường chê ngài khù khờ, nhưng ngài lại là thích niệm Phật. Tất cả những việc cực khổ gì trong chùa ngài làm hết. Mà ngài làm công việc gì? Người xuất gia, ngài ở trong chùa làm việc gì? Đổ phân với nước tiểu. Thờ đó chắc là suy nghĩ chắc người ta đào một cái lỗ, để một cái xô trong đó, xong bắt đầu đi phân tiểu vô đó rồi xong bưng đi đổ, chứ không có nhà cầu như mình. Nên phải có người đổ phân và nước tiểu. Nhưng ngài vô chùa làm việc đó, ngài làm việc cực nhọc trong chùa, tất cả việc cực nhọc ngài đều làm hết. Thường bị người ta xem thường, chê bai, khù khờ. Ngài lại bị thêm bệnh cà lâm. Cà lâm, ví dụ như cái đực. Nó từ nó ví dụ như kêu cái đực là ví dụ ngày với cái đực cà lâm quý vị à. Thường bị người ta chê cười, ngài chỉ biết niệm Phật thôi, không biết chữ luôn, không biết chữ. Vậy đó mà khi mà ngài đi làm việc, mà khi mà con chó nó chạy ra nó cắn ngài, người ta định lợi định quýnh con chó, ngài nói một câu thôi, khỏi. Tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi cũng cắn nó, bây giờ nó cắn lại tôi, quề. Người ta chân thành mà còn hơn rất nhiều người hiểu biết được nhiều kinh giáo, chưa chắc bằng người ta. Ta không biết gì hết mà người ta hành động tin nhân quả gì đó. Còn mình có khi học muôn kinh vạn luận mà đụng cái là quýnh con chó không vậy đâu. Chó cắn mình cái chừng mình xúc nó bằng đá luôn á, chưa chắc bằng người ta. Có nghĩa là con chó nó bay nó cắn này quá trời luôn, thì bắt đầu người ta quýnh con chó thì nó là thôi khỏi. Nghiệp chướng tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi cắn nó, bây giờ nó cắn là tôi quề. Xong ngài đang làm việc, đang đi đường gì, chạy xe đạp đụng ngài văng vô bờ lề, hoặc bay lại chữ ngài nữa chứ. Người ta lỡ người ta tỉnh ra mặt binh ngài nó thôi khỏi. Toàn là nghiệp chướng tôi ở cõi này phải trả, tôi muốn về cực lạc, trả luôn, khỏi cần nói dòng do. Nếu các người mà quýnh họ thì không khác nào tôi trả nợ chưa xong, thôi để món nợ này trả cho xong đi để về cực lạc. Iran như là ấn tổ dạy không? Tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Người ta làm được tin sâu nhân quả. Rồi trong nhà chùa mà làm việc cực khổ bị người gầy la chửi mắng không buồn, đặc biệt không? Nếu so sánh với nhiều người mà học kinh giáo nhiều chưa chắc bằng người ta. Mình học muôn kinh vạn lượng mà chưa bằng người ta. Người ta không hiểu biết gì hết mà cái tâm chân thành ta vậy đó. Tin Phật được quả báo gì? Quả báo là cuối đời ngày biết ngày giờ giảng sanh, lưu lệ toàn thân xá lợi. Nhiều người chúng ta hơn thua đấu đá, không ai qua mặt được mình, nhưng cuối cùng mình ra bả, không có để lại cái gì hết chứ. Làm được bao nhiêu việc trong cuộc đời lớn lao, hoành tráng tới ghê, nhưng khi chết rồi không để lại cái gì đặc biệt. Còn người ta chân thật tin Phật, tin sâu nhân quả,
khi người ta ra đi để lại toàn thân xá lợi. Trong câu chuyện nói rằng Pháp Sư Hải Khánh khi còn tại thế bị người ăn hiếp xem thường, khi Ngài mất đi để lại toàn thân xá lợi, thân thể của Ngài lát vàng lên để bằng thờ thờ cúng. Mỗi ngày hoặc là 14, 15, 29, 30 người ta lễ lại, gọi Ngài là Bồ Tát Hải Khánh. Lưu danh hậu thế, thấy không? Thấy cái tâm chân thật thấy đặc biệt chưa? Tin Phật, tin Phật rõ ràng, Ngài rất tin Phật. Nó nên mỗi một người mình á, cái tâm tin Phật của mình bao nhiêu phần trăm? Mình mỗi ngày niệm Phật mà tin Phật bao nhiêu phần trăm? Nên người ta làm được cái việc tin Phật đó thì quả báo thù thắng ghê không. Còn Hòa Thượng Ái Hiền cả đời ngày niệm Phật một câu Phật hiệu chân thật niệm, không biết một chữ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày khuyên Tịnh Tông học hỏi nên học Hòa Thượng Ái Hiền. Rõ ràng khi Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế khuyên nên học Hòa Thượng Ái Hiền á, đúng là người lão thật niệm Phật, cả đời đúng là chân thật niệm Phật. Sống tới 112 tuổi đúng là một vị tăng tuyệt vời cần phải học theo, mà rất phù hợp trong thời cuộc luôn quý vị. Cái hành động Ngài làm rất phù hợp trong thời cuộc. Nên Hòa Thượng Ái Hiền Ngài để lên câu rằng niệm Phật không chở Ngài làm việc, làm việc không chở Ngài niệm Phật. Rõ ràng Đức Phật chỉ điểm chúng ta cái pháp tu trong thời mạt pháp này là cái pháp niệm Phật là đúng rồi. Vì sao? Vì cái pháp niệm Phật này không chở Ngài làm việc. Rõ ràng nghĩa là mình làm việc gì mình cũng niệm Phật được, nó không có chở Ngài cái công việc của mình. Chỉ có cái là mình không niệm Phật thôi. Vì coi công nhận rõ ràng, tại vì mình không niệm Phật, chứ mình làm việc mà mình niệm Phật là nó cũng quen nữa đó. Mà cái người làm việc mà niệm Phật quan hỷ dữ lắm ngay vì làm việc chạy việc lắm. Mà khi mình làm việc mà mình quan hỷ, mình làm chạy việc lắm. Còn là mình làm việc mà mình bực bội, mình khó chịu, làm có chạy. Vì khi mình bực bội khó chịu đó là đầu óc mình nó đóng băng lại, làm sao làm chạy việc được. Con người quý vị làm việc, quý vị nói rằng quý vị làm giỏi là do quý vị nhanh tay nhanh chân. Không phải, nhanh tâm. Con người làm việc mà giỏi là do nhanh tâm. Tâm an lạc, nó nhanh cái tâm, nó nhạy cái trí, nên từ nơi đó mà làm việc nó chạy việc. Còn con người mà khi săn hẳn khó chịu là cái trí nó đóng băng lại, nó khù. Từ nơi đó mà làm nó đâu có hoạt bát được cái trí, làm sao mà nó điều khiển cái tay chân của mình nhanh được. Nên nhờ cái trí nhanh nên làm việc mới giỏi. Còn cái trí mà nó chậm là làm việc nó dở. Nên muốn cái trí nhanh thì phải làm việc niệm Phật. Rõ ràng không? Nên quý vị thấy Nhân Đức mà chia sẻ tình độ, quý vị nghe quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Quý vị thấy rõ ràng Nhân Đức giảng là nó đi vào cái chỗ niệm Phật làm việc. Còn nếu nhiều người người ta giảng là người ta đưa quý vị vô công phu niệm Phật. Đố mà quý vị nói cái chuyện mà niệm Phật làm việc, chỉ có những cái hành động như Pháp Sư Hải Khánh và Thượng Hải Hiền, người ta không nói về những việc đó. Người ta dạy vị là lão thật niệm Phật đi. Còn nếu mà chỉ vì về công phu niệm Phật thì quý vị sẽ khó thể nào nói rằng niệm Phật, làm việc niệm Phật, mà cứ chú tâm cái chuyện niệm Phật. Ngồi chỗ nào, ngồi chỗ nào, nghe niệm Phật sao, cứ như vậy rồi thời gian có khi bị đơ. Quý vị biết cái công phu niệm Phật là gì không? Công phu niệm Phật là mỗi lúc mỗi nơi vì niệm Phật á. Và dù gặp sự cố gì vì cũng niệm Phật á, trở ngại gì cũng niệm Phật á, đúng sai cũng niệm Phật á. Đó gọi là công phu niệm Phật. Công phu niệm Phật là gì đó quý vị? Nên nhiều người mình á, mình cứ nghĩ rằng là niệm Phật là chúng ta phải đạt công phu gì mới thành tựu con đường giảng sanh. Thì quý vị đạt công phu thì tốt quá. Còn nếu như quý vị không đạt công phu thì quý vị tính nguyện niệm Phật. Tại vì giảng sanh nó có thượng trung hạ quý vị à. Giảng sanh nó có thượng trung hạ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, khi mà mình mà tín nguyện niệm Phật là mình thành công. Phải gây dựng cái tín nguyện niệm Phật này cho cực kỳ mạnh. Nên phải chân thật tin Phật và niệm Phật. Nên chúng trong chùa, vì nhìn không, mình còn khỏe mình không cố gắng mình tu, khi mình già mình khó tu. Như bà cụ bà ngồi chút xíu chân bà đau quá bà đi ra ngoài cái sương sương sượng, thấy không? Mình nhìn từ ba để mà mình tinh tấn niệm Phật thêm. Mình đợi tới ngày đó khó tu. Bây giờ mình còn trẻ, mình ngồi mình có đau chứ mình gắng cố gắng được. Nhưng tới tuổi già rồi,
chân cẳng mình xương rồi nó muốn rụng rồi, sao đây mình gắng cố gắng nổi đây. Nên còn trẻ phải nỗ lực hết mình, để tới tuổi già nó chan qua một chút là vừa. Còn trẻ mà còn giải đãi, già mà nó suy sụp một phát là mình khó thành tựu con đường tu của mình lắm. Nên phải cố gắng siêng năng. Siêng năng là cái thành công đó quý vị à. Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế ngài nói rằng niệm Phật á, thờ khóa có khi còn không nhiều bằng mót niệm Phật. Là giờ giờ các khác mót niệm Phật. Nên cái việc dù mình bấm số niệm Phật là rất hay. Khi tu xong bước ra ngoài cầm máy bấm số niệm Phật, đưa lên 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 bấm đi, là tức khắc quý vị sẽ mót được câu Phật hiệu. Hay lắm á. Quý vị biết rằng những điều Như Đức chia sẻ pháp môn Tịnh Độ, mà quý vị biết vì sao mà có rất nhiều người luôn, họ gặp Như Đức họ nói rằng: con nè thầy, đi rất nhiều luôn nè thầy, biết nhiều đạo tràng nè thầy, đi Tịnh Tông nè thầy, đi nhiều nước nè thầy, cuối cùng mười mấy hai chục năm nhìn lại thua cái ông không đi đâu niệm câu Phật hiệu. Nhưng Đức từng nói câu á, chúng ta là con người giỏi vàng quá, cầm cái xuổng cái len ra ngoài mảnh đất định đào cái giếng, người ta cũng cùng đồng hành với mình đi đào. Cái người á, nó không biết nhiều, nó lại bình tĩnh, nó cứ đào hoài cái chỗ đó, cuối cùng nó có nước. Còn mình thì mình đào có mấy len thôi, mình ơi tao nghĩ chỗ này không có nước đâu, đất gì sao có nước, chạy lên kia đào đào mấy len, chắc chỗ này không có đâu, bỏ công vô ích lỡ chỗ kia nữa. Cuối cùng nó đi mười mấy hai cái lỗ nó đào, rồi cuối cùng mắt đi cầu quá trơn chỗ đó luôn, đắp lại cuối cùng không có miếng nước nào uống. Còn cái tên kia đào một chỗ cuối cùng có nước. Nghe không? Cái pháp môn Tịnh Độ này đòi hỏi là bạn có kiên nhẫn hay không. Hồi đó tôi đi vô trong chùa, nghe ông thầy ông nói một câu một thôi, tôi nắm luôn. Thầy ông nói một câu vậy nè: hai mươi mấy năm đi vòng vòng, đi vô trường Phật học, học thì ra trường sớm. Rõ ràng những nghe luôn. Cuối cùng hai mươi mấy năm đi đâu cũng cầm theo cái bình thuốc. Khi mà gặp được Hòa Thượng Tịnh Không giảng Tịnh Độ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, đứng lại một chỗ 4-5 năm mà hình thành một cái pháp hội đạo tràng, mà tu các pháp khác mấy chục năm chưa làm được. Nhưng Đức vừa nghe một câu này thôi, nhưng Đức nói tôi không bao giờ bỏ thời gian hai mươi mấy năm chi nữa, tôi vô luôn. Kệ ai nói gì nói, âm thầm chân thật niệm Phật, nhìn được cái chuyện nuôi người già niệm Phật hay. Nghe thấy ông thầy ông nói một câu hay nè, thầy ông nói gì nè: nuôi người già niệm Phật giảng sanh, lợi thế đặc biệt vì bà già rồi nên nuôi bà mau chết. Nói một câu vui vui. Còn nuôi con nít niệm Phật giảng sanh thì biết chừng nào. Từ nơi đó những Đức nghe câu cũng vui vui đó. À hay, mấy bà già xí cầu que, bà còn nghĩ ngợi gì nữa. Nếu mà nuôi người già niệm Phật thì quá đặc biệt. Những Đức nói mình ít học, nuôi người già phát tâm là được, niệm Phật là được rồi. Hai chỗ này, niệm Phật nuôi người già, nuôi người già niệm Phật. Hay không? Bắt tay vô chân thật làm luôn. Trên kia gầy dựng 5 năm, đi suốt đây gần 10 năm nữa. Nếu như thời gian mười mấy năm nay Như Đức đi học Phật mà Như Đức dòng do tâm quốc thì Như Đức cũng không có một cái gì phương hướng gì hết luôn. Niệm Phật cũng không rõ ràng mà nuôi người cũng không được luôn. Không ngờ Như Đức chọn ngay niệm Phật, nuôi người già, nuôi người già niệm Phật. Vậy mà bây giờ Như Đức thành ra mô hình. Mà mô hình của mình bây giờ là trở thành mô hình gì? Mô hình của mình bây giờ là trở thành một cái mô hình mà hình như là bao nhiêu người nhìn ra thấy rõ ràng nhưng mà không làm.
Đó, rõ ràng như Đức là gầy dựng đó quý vị. Nhà Đức chia sẻ đây để cho mỗi một con người mà nghe được, khi đã nhắm được mục tiêu làm cho tớ. Đừng có như cái người mà đi đào giếng kia, đào mấy len là cứ là thay đổi chỗ, cứ gầy dựng một chỗ đi. Khi cuối cùng tôi gầy dựng được một chỗ, tôi làm mười mấy năm nay luôn. Hồi nãy gặp mấy cô Phật tử ở nước ngoài về, mấy cô nói: con biết thầy, thầy là chú Hiền ngày xưa. Ơi, khi con nghe thầy giảng, nói ồ chú Hiền ngày xưa ông niệm Phật, mà tới bây giờ ông này càng ngày càng niệm Phật chuyên chở. Ông này công nhận ghê thiệt. Ông niệm Phật tới bây giờ luôn mà ông không có thay đổi gì mà ông càng chuyên nữa chứ. Những Đức nói phải chuyên, không chuyên thì thôi, mà chuyên thì phải cho nó chín. Hiểu không? Chiên dung dốt, ăn đau bụng chết mồ. Thường người ta là ưa chiên dung dốt lắm quý vị ơi. À, thấy rõ ràng cũng tu tịnh độ mà chiên dung dốt. Cứ là chiên vài bữa rồi chiên cái khác, chiên cái khác vài bữa, chiên cái khác. Tôi chiên ngay câu A Di Đà Phật luôn, chiên cho thành vàng 24 luôn. Như thế nào gọi là chiên cho thành vàng 24? Chiên cho tới về thế giới cực lạc được thăng kim cang bất hoại, thăng sắc vàng rồng 24. Chiên đi. Chúng ta mới mười mấy năm mà nói gì. Hòa Thượng Ái Hiền người ta 92 năm kìa. Một câu Phật hiệu người ta niệm 92 năm kìa. Đó, chăng thật vậy đó. Mà cuộc đời người ta sống ngày nào cũng đặc biệt, ngày nào cũng vui. Bây giờ chúng ta sống mỗi ngày mà gì, bây giờ quý vị sống 100 năm cũng không sao. Chừng nào Phật rước thì đi thôi, đúng không? Quá đặc biệt mà. Ngày nào cũng sống ý nghĩa, cứ niệm Phật đi. Bạn cứ chăng thật niệm Phật đi, lợi ích cực kỳ lớn luôn. Đó. Nên phải chăng thật niệm Phật. Cái quả báo là bạn yên tâm, là Phật sẽ sắp xếp cho bạn. Như cái cô kia ngoài Phú Yên, cô bị ung thư cùng thời với cô là chết sạch nhất. Cô có duyên, cô nghe những Đức giảng, cô nói con liều mạng theo ông thầy này luôn, không uống thuốc gì hết, cứ niệm Phật. Như vậy mà cùng thời ung thư với bà chết queo, chết quéo. Chết quéo hết luôn. Quéo tay, quéo chân, cứ ngắt. Bà còn sống thêm thời gian gần 10 năm sau. Bà cứ niệm Phật, càng ngày càng tin câu Phật hiệu, tỉnh táo, khỏe mạnh, ngon lành luôn. Bà vô đây bà lại 2.000 lại 19 tháng 2 bà lại 2.000 lại. Quý vị biết bà ở nhà nghe, tang phục con cháu bà mai chuẩn bị sẵn luôn. Vô đây bà lại 2.000 lại xong, bà lại xong á, bà vô phòng hộ niệm mà nằm luôn. Bà vô phòng hộ niệm mà nằm, mấy cô kêu cô ra ngoài, chỗ này đâu phải chỗ ngủ đó. Nói không, tôi ở đây, mấy cô cứ hộ niệm cho tôi. Sao thấy bà càng ngày càng yếu rồi, xong mấy cô hộ niệm cho bà, lập ban hộ niệm, trong khi bà không phải thường trụ gì hết. Rồi bà vô phòng hộ niệm rồi hộ niệm cho bà, rồi hộ niệm cho bà, để vì biết rằng bà ra đi luôn. Mà buổi sáng đó là bà còn mấy chỉ vàng với mấy triệu, bà đưa thầy Nhân ăn, kêu đưa thầy Đức lo hậu sự giùm. Quý vị biết rằng rồi hộ niệm cho bà ra đi trong chùa luôn, rồi con cái vô làm hậu sự cho bà đàng hoàng hết. Phải rõ ràng không? Tin Phật có Phật sắp xếp, đúng không? À, thấy hay chưa? Quá hay luôn. Nó, mình ở khi ở phương xa rồi mình nói không có ban hộ niệm đồ, mình lo âu, mình không tin Phật hả? Mình hãy tin cái quay là của Phật gia hộ. Nếu như vị chân thật tin Phật, có Phật sắp xếp. Nên mỗi con người chúng ta phải tin sâu nhân quả quý vị nè. Phải nhớ, mình gieo nhân mình gặt quả, cố gắng đi. Những điều như Đức chia sẻ đây á, nó gầy dựng cho người trong chùa và gầy dựng luôn cho hàng Phật tử khắp nên nơi. Nhiều người chân thật niệm Phật thù thắng lắm quý vị. Như như Đức thường kể câu chuyện ông thợ lò rèn. Bởi vì cái người xưa người ta chăng thành thành công ghê chứ. Chăng thật chăng thành thành công ghê không? Ông lò rèn mà có duyên đặc biệt khi gặp người xuất gia, tự nhiên ông cúng dường người xuất gia. Người xuất gia này trong lòng nói rằng bây giờ nhận bữa cúng dường này phải trả ơn cái gì chứ. Rồi nhận bữa cúng dường xong hết trơn rồi, bởi vì cúng dường mà vậy đã có phước thấy chưa. Nó, cúng dường xong đâu phải là phủi đít mà bỏ đi đâu.
cúng dường xong người ta dạy liền cái pháp tu. Vừa cúng dường cho người xuất gia này xong thì ông hỏi cái ông lò rèn này, vì sao ông không tu hành? Thì ông lò rèn nói, công việc con bận bịu lắm thầy ơi, con làm việc tay chân nặng nhọc tối ngày sao tu hành? Thì người xuất gia này nói, có một cái pháp tu mà dù bận bịu ông vẫn tu được thành tựu, có đường giải thoát hết khổ. Thì ông lò rèn hỏi, pháp gì thầy? Ông cứ làm việc gì ông cứ niệm Phật đi, ông cứ niệm Phật nhớ nghe không, chụm lửa niệm Phật, làm việc gì cứ miệng niệm Phật, ông cứ niệm. Niệm sao thầy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông làm gì ông cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông kính niệm Phật. Dạy một lần một thôi. Từ đó về sau ông làm việc ông cứ niệm Phật. Bà vợ đến hỏi, ông ơi, ông làm việc mệt vậy mà ông còn cái miệng niệm Phật, cái lép nhép cái miệng. Bộ ông sợ mệt thêm sao? Thì bà vợ mới hỏi, đã làm việc cực nhọc rồi mà còn miệng niệm Phật, bộ không sợ mệt thêm sao? Thì ông nói, không có mệt. Hồi xưa mà không niệm Phật làm việc mệt lắm, mà nóng nảy, bực bội, khó chịu, sân si. Nhưng mà từ khi thầy dạy niệm Phật tới bây giờ là niệm Phật không có mệt mà mát mẻ. Bà vợ ba, ê cha ơi. Nghe ông nói vậy mà đã ý cha. Ông đủ duyên đó chưa đó. Bởi vì ông cứ ông niệm Phật. Sau này ông nói với bà, nói là, bà ơi, tôi với bà là vợ chồng mấy chục năm sống với nhau, tôi nhờ có cái duyên cúng dường cho thầy, thầy dạy tôi niệm Phật, từ đó tới giờ tôi cứ niệm Phật. Bây giờ Phật A Di Đà báo với tôi, ba ngày sau Phật A Di Đà đến trước tôi về thấy phương cực lạc rồi. Bà ở lại, bà cố gắng niệm Phật, rồi bà về cực lạc tôi với bà gặp nhau. Thì đúng 3 ngày sau ông giảng sanh, từ đó tới giờ, tới sau bà cứ niệm Phật theo. Hay chưa? Quá hay. Nó câu chuyện này là dạy người ta đó quý vị à. Nà, Bồ Tát đến dạy chúng sinh đó. Nà, bởi vì mình mà giảng sanh thì người nhà mình niệm Phật theo à. Bây giờ mình nói họ nghe, mình cứ niệm Phật đi. Một mình dễ đi hơn. Mình cứ niệm Phật, mình vui vẻ hoan hỷ, mình niệm Phật đi, mình đi được đi rồi người ta đi theo. Giống như đại sư Liên Trì lúc còn trẻ, ngài đi đến nhà một bà già lão, thấy bà cụ cứ lằn chuỗi niệm Phật à. Đại sư Liên Trì là còn trẻ, thiện căn cũng đặc biệt, đến hỏi cụ, con thấy cụ mỗi ngày cụ niệm Phật được lợi ích gì cụ? Thì bà già lão nói nè, cậu trai trẻ à, tôi lúc trước cũng không có niệm Phật đâu cậu à. Cứ mỗi ngày thấy ông nhà tôi niệm Phật, tôi cứ nói tại sao cứ niệm Phật hoài làm chi, niệm Phật được lợi ích gì? Ông cứ ngày qua ngày niệm Phật, ông vô cùng là hoan hỷ, vui vẻ. Tôi thấy đặc biệt nhất là khi cuối cuộc đời của ông, ông đi vòng vòng chào mọi người, chào bà con làng xóm, ông chào xong hết, ông về tắm thay đồ đàng hoàng, ngồi niệm Phật an tường mà ra đi. Từ đó về sau tôi mới nghĩ, nhiều người chết mình thấy chết xong queo, nhưng riêng ông nhà của mình vô cùng là tỉnh táo, chào mọi người rồi xong ra đi, mà ngồi an tường mà đi. Tôi biết niệm Phật được lợi ích cậu em mà. Không? Từ đó về sau tôi quyết tâm niệm Phật, vì tôi nghĩ tương lai tôi ra đi cũng được như ông nhà của tôi đó cậu à. Thấy chưa? Đại sư Liên Trì còn trẻ, còn là cư sĩ, ngài nghe câu chuyện đó qua, ngài viết 4 chữ dán trên đầu nằm: sanh tử đại sự. Thấy không? Thì thấy chân thật niệm Phật được lợi ích lớn chưa? Chân thật tin Phật được quả báo là Phật,
hoàn toàn sắp xếp cho chúng ta. Cuộc đời của mình giao phó cho chồng, giao phó cho vợ, giao phó cho con người, có khi chúng ta còn bị trở ngại cuộc đời đó các cô ơi. Nhưng khi chúng ta giao cuộc đời mình cho Phật A Di Đà thì Ngài sẽ hoàn toàn sắp xếp cho chúng ta. Chúng ta không cần phải lo nghĩ đâu à. Thấy chưa? Nên bây giờ mà các cụ đại chúng vô chùa tu, cứ chân thật mà niệm Phật. Dù là sự cố gì đến với chúng ta, cứ mà niệm Phật, cứ gây dựng niệm Phật đi là lợi ích cực kỳ lớn. Đó, những câu chuyện quý vị nghe một cái hưng khởi cái tâm niệm Phật, vui vẻ niệm Phật liền. Bao nhiêu câu chuyện niệm Phật giảng sanh, những đức chỉ cần đọc qua một lần là nhớ hết. Tại vì sao? Ấn tượng đặc biệt niệm Phật giảng sanh. Nên tất cả những người đi vòng do tâm quắc biết đầu này đầu kia nhiều, hoặc là đã biết niệm Phật ở Việt Nam rồi, khỏi cần đi tìm ở nước ngoài chi cho nó mệt. Danh hiệu Phật niệm ở Việt Nam thì Phật Việt Nam đến rước. Niệm ở nước ngoài thì Phật nước ngoài đến rước. Nên quý vị thấy Phật Bồ Tát đến nước Việt Nam thì gương mặt giống người Việt Nam. Nhưng mà người Phật Bồ Tát đến đất nước Trung Quốc hay nước ngoài, nước Mỹ, thì hình tướng giống người của quốc gia đó. Nhưng quy về là chỉ bổ nguyện Di Đà. Nên chúng ta đã biết niệm Phật rồi, chúng ta hãy nắm chắc câu Phật hiệu này. Còn cư sĩ thì ở nhà làm cư sĩ niệm Phật. Cư sĩ được vô chùa thì cư sĩ trong chùa niệm Phật. Được cạo đầu xuất gia thì xuất gia niệm Phật. Nuôi con thì là bà mẹ niệm Phật. Nuôi vợ thì là ông chồng niệm Phật. Làm chủ thì là ông chủ niệm Phật. Làm công thì làm công niệm Phật. Hốt rác thì là hốt rác niệm Phật. Xí cầu que thì què hoặc niệm Phật. Bị mù thì là mù niệm Phật. Chỉ cần quý vị chân thật niệm Phật thì Phật đều đến rước. Do chúng ta thiếu sự chân thật nhiệt tình, chỉ đúng như vậy thôi. Có khi á, đi làm việc này việc kia việc nọ tứ tung lang tang, mà quay lại mấy năm đi qua toàn là phiền não. Cũng có nữa. Giống như chuyện làm là đại sự vậy đó quý vị. Những đức biết một cái ban hộ niệm, gặp những đức hỏi: sao con nghe thầy giảng sao mà giống quá. Đi hộ niệm giết rồi bị phiền não. Rồi ban đầu thì ban hộ niệm từ từ rồi lại tranh cạnh về trưởng ban, phó ban. Đủ chuyện thấy chưa? Rõ ràng không? Có khi đại sự không bằng vô sự. Nếu đã thấy cái sự đó là phù hợp thì làm. Nếu thấy cái sự đó không phù hợp thì buông ra. Nhớ. Tại vì đời này mà không giảng sanh thì đúng là uổng phí một đời chúng ta. Nên như Đức thường nhắc mình, cả cái việc lớn gì trong cuộc đời này, đủ duyên thì cứ làm. Nhưng mà thường nhắc mình phải buông xuống. Rất là nhiều người bị cái bệnh này mấy chục năm dù là tu hành, nhưng cuối cùng không buông được, chết quéo. Đừng có nói là cư sĩ, cả tu sĩ mà tu bao nhiêu chục năm cũng chết quéo. Cho quý vị biết, không phải đơn giản. Vì mấy chục năm quý vị bòi cái gì mà giảng sanh? Bổ nguyện Di Đà là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn bây giờ chúng ta là không có tâm cầu sanh cực lạc. Quý vị có làm việc lớn gì cũng không có giảng sanh, chỉ có niệm Phật thì mới giảng sanh. Nhớ nghe, không bồi dưỡng chỗ này là có chừng vài chục năm nó nặng vấn đề khác, chứ không phải niệm Phật giảng sanh đâu. Đừng có nói là cái công hạnh khác có lớn lao mà Phật rước. Phật rước là ngay bổ nguyện niệm Phật. Còn khi mình đặt vấn đề bổ nguyện niệm Phật cho mạnh thì khóa cái tâm làm việc thiện trong cuộc đời để làm ảnh hưởng Phật Pháp, đó là đủ duyên, chứ không phải là công hạnh lớn mà Phật rước. Quý vị mà nghĩ như vậy sau này quý vị gần chết, quý vị sẽ chết Phật đó.
Khi vị đọa vị sẽ trách Phật. Có nhiều người nói Phật ơi Phật, con làm bao nhiêu việc thiện như vậy, con bố thí cúng dường tạo tượng đục chuông, con làm tùm lum việc như vậy, mà tại sao con về nhà bị chồng con đánh đập con rồi bỏ con, còn con lại bắt yêu với con gì mà bộ mặt không thương con sao mà cả mà. Thì Đức Phật này nói rằng, con à, tất cả những việc này con làm là tạo phước duyên cho con, chứ không phải làm cho ta. Còn cái chuyện mà nghiệp chướng thì con phải trả. Nghiệp trả thì nghiệp tiêu, phước sẽ tăng. Phước chưa tăng, chưa phát triển được là vì nghiệp chưa tiêu. Bây giờ con còn đang phải cần trả nợ, vì nợ này con đã vay mượn. Mà bây giờ con lại trách ta, con tạo thêm nghiệp chướng. Trách ta, ta không trách con, nhưng do cái tâm trách Phật Bồ Tát nên con tạo nghiệp chướng từ tâm con. Thấy không? Thì thấy nghe rõ không? Nghe rõ mà còn nghe dễ hiểu, mà dễ làm mà tại không làm. Nghe rõ ràng dễ hiểu mà không chịu làm thì thôi. Thấy không? Bởi vì nhiều người nghe những đức giảng, tại sao mà họ cởi mở hết trơn cái tâm? Tại vì họ nghe họ rõ ràng, họ giải tỏ tâm rồi. Có cái bà kia bà lên bà niệm Phật, bà nói con với con không dám lên niệm Phật luôn đó thầy. Nhưng đứa hỏi vì sao? Niệm Phật mà vì sao không dám lên? Tâm nghiệp của con nặng lắm. Mỗi lần lên nhìn tượng Di Đà là con sẽ khởi tâm thương Di Đà như chồng con. Bà lỡ bà gặp như đứa nói vậy đó. Giết rồi con không dám lên nhìn tượng Di Đà luôn. Và không muốn nghe tiếng danh hiệu của Phật Di Đà. Bây giờ con phải làm sao đây thầy ơi. Ghê không? Nó bà hỏi đúng người. Nếu bà mà hỏi sai người thì cái như là bà bỏ tu luôn. Nó kêu bà những phương pháp mà bà không làm được thì bà bỏ tu chứ làm sao. Kêu bà phải cố gắng rồi đè nén sao. Tôi thì không kêu gì. Tôi nói với bà, nói bà cứ lên chánh điện bình thường, bà cứ nhìn Di Đà, bà nghĩ như chồng bà trước mặt bà đi. Rồi bà cứ niệm A Di Đà Phật đi, bà cứ chăn thật niệm, bà cứ thương yêu Di Đà, bà niệm hoài đi. Bà niệm giết rồi cái tâm nghiệp gì cũng tự mắc. Như vậy thì con khởi những cái tâm như vậy mà trước Phật Di Đà con có tội không thầy? Tội là từ tâm sanh, cô nghĩ nó tội là nó tội, cô nghĩ nó không tội là nó không có tội. Hôm nay cái nghiệp của con đâu có muốn nghĩ như vậy. Phật nào trách cô? Bây giờ từ hôm nay cô cái chân thật niệm Phật. Nếu cô không lên niệm Phật luôn thì nghiệp này nó đã lắng áp và nó trở thành quyết định cho cô. Bây giờ cô nghe lời những đức, cô đừng bao giờ để nó quyết định cho cô, mà cô hãy luôn luôn tin Phật. Dù con có nghĩ gì, con vẫn luôn luôn tôn kính Phật. Con có gì bên cảnh giới của Phật, con phải niệm Phật. Cô cứ làm vậy đi. Thì tức khắc một thời gian, tự nhiên tâm cô sẽ bình lặng lại, nó không có chối buộc được cô. Thì cô bình thường cô niệm Phật, cô sẽ phát tâm vui vẻ. Cô nghe lời những đức, cô niệm 2 tháng sau cô lỡ cô gặp những đức, cô nói cảm ơn thầy, nhờ thầy dạy. Mà bây giờ con đã chuyển nghiệp được của thầy ơi. Thấy chưa? Thấy thấy không? Dạy một phát một về làm 2 tháng, cứ lên niệm Phật bình thường, lên niệm Phật bình thường, đừng có bận tâm, đừng có sợ nghiệp gì, cứ niệm đi. 2 tháng sau bà niệm bình thường luôn. Rồi như đứa hỏi bà còn khởi tâm đến đâu, bà nói dạ hết rồi. Nó hay chưa? Bà thấy hay chưa? Rõ ràng luôn mà. Chư Tổ Sư rồi Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đều nói câu: khi niệm Phật khởi ác niệm thiện niệm,
vọng tưởng nhiều ít mặc kệ, cứ niệm Phật. Niệm giết rồi tạo thành một lực lượng niệm Phật. Khi lực lượng niệm Phật mà đã mạnh rồi thì tự nhiên những cái tạp tâm kia tự mặc. Tự mặc. Giống như bây giờ quý vị đang cấy lúa, cấy lúa là niệm Phật. Ví dụ măng cỏ, cỏ là vọng tưởng. Một bên đây cấy lúa, một bên đây măng cỏ. Chúng ta cứ làm cái việc cấy lúa của mình, còn bên kia măng cỏ, chuyện của bên kia măng cỏ. Chúng ta đừng nên bỏ việc cấy lúa mà chạy qua măng cỏ, thì quý vị là tự chạy theo nó rồi. Vì không cần quan tâm đến vọng tưởng nhiều ít, quý vị chỉ cần quan tâm đến chuyện làm quý vị là niệm Phật thôi. Nhiều ít mặc kệ, lâu ngày quý vị sẽ thấy kết quả cực kỳ lớn. Ông Nhân Đức chia sẻ câu pháp cũng vui ghê. Tại vì sao? Vì Nhân Đức tạo cho người ta vui nên tự nhiên người ta cũng làm cho mình vui. Thấy chưa? Nó chia sẻ một quá mà gì thì quý vị nghĩ đi, cái sự an lạc ở nào. Rồi quý vị nghĩ ở đây mà đây là hưởng pháp vị một chút thôi mà còn được gì. Rồi quý vị nghĩ, suy nghĩ, hãy hồi tưởng đi, nghĩ tương lai mình về thế giới cực lạc, rồi mình ngồi ở trong cái pháp hội của Phật A Di Đà, mà pháp hội Phật A Di Đà rộng lớn vô cùng, nó không có cái mái che này đâu, đúng không? Mà nó là một không gian rộng rãi, quang minh phổ chiếu. Mà trong cái pháp hội đó đông vô cùng, toàn là Bồ Tát mười phương khắp pháp giới lợi để nghe. Quý vị phải nhớ là cái pháp hội của Phật A Di Đà đó nghe, đa phần là bậc đẳng giác Bồ Tát. Thí dụ như Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người chờ Atula Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát ở thế giới cực lạc là vì sao? Vì người niệm Phật giảng sanh, Atula niệm Phật giảng sanh, súc sanh niệm Phật giảng sanh, bậc A-la-hán niệm Phật giảng sanh, bậc Bồ-Tát niệm Phật giảng sanh, nên mới nói là người chờ rồi Thanh Văn Viên Giác Bồ-Tát. Chứ thật sự thì về thế giới cực lạc toàn là bậc đẳng giác Bồ-Tát. Đặc biệt cỡ nào chưa? Vậy thì cái pháp hội giảng kinh thuyết pháp của Phật A-di-đà, nội mà Đức Phật A-di-đà khi Ngài giảng lên thì quang minh phổ chiếu, mà quang minh của Ngài bao trùm cả tận hư không khắp pháp giới. Mà thêm bậc đẳng giác Bồ Tát ngồi nghe pháp cũng là quang minh phổ chiếu. Mà quang minh phổ chiếu của bậc đẳng giác Bồ Tát thì quang minh Phật A Di Đà là quang minh cực tôn, gọi là bao trùm tất cả quang minh của Bồ Tát. Nghe thấy thấy sung sướng vậy chưa? Hiểu không? Nói vậy thấy thế giới cực lạc đặc biệt như vậy. Quý vị biết rằng nghe, quang minh Đức Phật A Di Đà là bao trùm luôn quang minh của các Phật khác luôn. Nó nói rằng hạnh nguyện Phật A Di Đà là vua của các hạnh nguyện Phật mười phương khắp pháp giới, nên quang minh của Ngài bao trùm luôn. Thì vì biết cái pháp hội mà ngồi nghe giảng pháp đó cỡ nào chưa? Nó an lạc không tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Ở đây chỉ là vui một chút thôi đó mà còn thấy thích. Không chi là về thế giới cực lạc mà nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, nên thế giới cực lạc nhất định phải về. Nó nên đó. Thấy không? Nên chúng ta mỗi người nên sanh tâm hoan hỷ quý vị. Mỗi người phải sanh tâm hoan hỷ. Có cô kêu nhắn tin có nói rằng: dạ thưa thầy, vỗ tay hoan hỷ có những lợi ích vô cùng lớn, giúp cho lục phủ ngũ tạng của chúng ta được tốt đẹp, và giúp cho máu chúng ta được tái tạo những dòng máu mới được tốt đẹp, và tẩy trừ những loại dơ bẩn trong máu của ta ra. Được không? Cái vỗ tay hoan hỷ mà được lợi ích gì đó.
Điều thứ nhất là được duyên nung đúc tinh thần cho người ta hưng khởi tâm. Thí dụ như quý vị vỗ tay hoan hỷ với người ta mằng chó, thì quý vị kết nghiệp với sát sanh. Còn cũng có những người khi mà nó nghe nói mằng chó, mằng gà, mằng heo, cái vỗ tay nó mừng quá trời cho nó ăn á. Đó là gọi là không có trực tiếp giết mà gọi là gián tiếp để mà tạo nghiệp sát sanh. Ghê chưa? Đó. Còn nếu như mà ủng hộ người ta đi làm việc ác, đó là gián tiếp để cùng tạo nghiệp làm ác với người ta. Còn nếu như người ta thuyết pháp những điều thiện, điều tốt mà quan hệ nhiệt tình mà bằng từ tâm, thì quý vị đang là kết duyên ủng hộ tinh thần con người làm việc tốt. Không? Mà ủng hộ như vậy rồi thì tự nhiên sắc diện quý vị nó hồng lên. Nên á, cái buổi chia sẻ bọc pháp của chùa mình, vì sao mà quay phim một chút là người càng ngày càng đẹp? Vì cái tâm sanh hoan hỷ đó làm cho mặt hồng lên. Còn khi quý vị mà mang một cái tâm không vừa lòng là mặt nó xám lại. Một con người mà sanh tâm hoan hỷ, ánh sáng trong cơ thể mình nó phát quang ra. Còn một con người mà không vừa lòng, không vừa ý thì tức khắc trong cơ thể chúng ta phát ra màu xám. Mà màu xám cảm với cảnh giới gì? Cảnh giới của ma đạo. Thí dụ như nhà quý vị làm nghề sát sanh hại vật, vợ chồng quýnh lộn, quýnh lạo, cự lộn, cự lạo, chữ lộn, sùm, nghĩ những điều sai quấy tùm lum, là trong gia đình quý vị phát ra màu xám. Còn trong gia đình quý vị thờ Phật Bồ Tát, mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật, rồi nghe pháp ở trong nhà, là gia đình quý vị phát ra quang minh phổ chiếu. Nhớ. Nên cảnh giới của quỷ thần, thấy không, đi ngang gia đình quý vị, họ biết cái gia đình này sắp sửa có tai ương. Đi ngang là biết gia đình này sắp sửa có tai ương, là nhìn vào gia đình thấy có ám khí. Còn đi ngang gia đình này biết gia đình này sắp sửa thịnh vượng, là nhìn được gia đình này màu sáng rực rỡ. Nên từ nơi đó mà nhà tụng kinh niệm Phật, thờ Phật Bồ Tát thì đúng là quá tuyệt. Nó gia đình mà thờ Phật Bồ Tát là số 1. Nên nhất định mình biết Phật Pháp, gia đình cố gắng thờ ngôi Tam Bảo trong nhà, để đời mình đi qua, đời con cháu tiếp nối, phước gia đạo này sẽ thịnh lâu dài, vì nhờ trong nhà có ngôi Tam Bảo. Nhờ trong nhà có ngôi Tam Bảo. Nên mỗi người mình quý vị à, gặp pháp môn tịnh độ này là pháp môn đặc sắc, pháp môn số 1. Nên chân thành tin Phật được quả báo thù thắng lắm. Đừng nên sống mánh phé. Không học Phật á, mà sống mánh phé mà còn bị xã hội người ta chê trách, người ta ghét. Không chi học Phật rồi mà sống mánh phé thì đúng là bị quá dại khờ. Học Phật rồi mà sống mánh phé là rất xạo, rất dở, rất tệ. Mánh phé là gì? Trước mặt người ta nói gì, sau lưng người ta nói khác. Mánh phé, trước mặt người ta muốn lấy lòng được cái này được kia, sau lưng người ta là hoàn toàn khác lại. Trong cuộc đời này cũng có những loại người trước mặt mình họ nói rất là tốt, nhưng sau lưng mình hoàn toàn họ nói ngược lại, để muốn hại mình. Có những người vậy không? Có. Nhưng nếu quý vị hoàn toàn tin Phật, dù quý vị gặp những dạng người như vậy, quý vị hãy tin Phật, đừng có cằn tức tối theo với họ làm gì. Thì hãy tin Phật đi, hãy nhớ tin Phật đi, họ giúp cho mình nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng. Nhớ. Những người mà sống mánh phé là những người sống thiệt thòi về bản thân. Đừng nên sống lừa mình gạt người. Lừa mình tội nhẹ hơn, lừa mình tội nặng hơn là gạt người. Gạt người tội nhẹ hơn. Tại vì sao? Mình mà mình còn dám lừa nữa thì ai mà mình không lừa.
Nên từ nó lừa mình là tội nặng nhất. Đừng bao giờ sống mà hai mặt quý vị à. Sống hai mặt là sống khổ lắm. Hãy sống chân tâm, hãy sống nhiệt tình, bằng cả tấm lòng đến với nhau. Thật sự mà nói, chúng ta ai mà không muốn mình gặp được con người chân thật. Mình sống với con người chân thật mình thấy yên tâm lắm. Con người ai cũng sống một đời đi qua và chết đi thôi quý vị à. Chúng ta nên sống nhiệt tình với nhau, sống hết lòng hết dạ với nhau. Mọi người chúng ta ai cũng muốn mình được thương yêu giúp đỡ, thì mình hãy thương yêu giúp đỡ người đi. Mọi người chúng ta ai cũng muốn người ta đến với mình bằng cả trái tim. Nghe không? Thì mình tại sao không sống với người bằng cả trái tim? Mình thì luôn luôn muốn người ta chân thật với mình, mà tại sao mình đi sống giả dối với người ta? Mình là người học Phật rồi, tin sâu nhân quả. Đừng có nên sống với người mà đi nghi ngờ làm cái gì. Tất cả những cái gì mình cần dạy, mình hãy dạy hết đi. Còn người ta lừa gạt mình, người ta tự chịu quả báo của người ta. Còn nếu như mình dùng người mà mình đi nghi ngờ thì đúng là thê thảm cho mình. Khó có được những ngày tháng bình yên lắm quý vị à. Nhớ, hồi nãy có cô kia hỏi, đi vào trong chùa mình ở nhu cầu như thế nào thầy? Phải đóng bao nhiêu tiền? Những đức nói rằng nếu mà thiếu chân thật thì bao nhiêu cũng không đủ. Còn nếu như chân thật thì một câu Phật hiệu mà chân thật niệm cũng đủ rồi. Mình ở đây là mình muốn khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình đi vô trong chùa mình ở, mình có điều kiện làm cực khổ, có được điều kiện tiền bạc vật chất. Mình đi vô chùa mình cúng dường tam bảo chứ không phải ông thầy. Ông nói nhận mình, ông nhận bao nhiêu tiền. Mà mình cúng dường tam bảo để mình phụ nuôi những người già khác. Còn nếu như mình không có tiền một cắt bạc, mình cứ vô đây mình chân thật niệm Phật, lo cho mình từ bây giờ cho đến khi mình mất đàng hoàng. Nhưng đừng đợi đem băng ca ginh vô. Hãy đi khi mình còn khỏe. Cỡ nào thì chúng ta xài năng lượng của mình cũng phải tồn động giữ lại khoảng 30%, để lấy 30% đó để gây dựng cuộc đời tu hành cho mình. Nhớ nghe, đừng bao giờ xài hết với mặt thế gian rồi cuối cùng đem băng ca ginh vào đây không có nhận được. Vì ai nuôi đây? Cỡ nào thì cỡ cũng dài 3 năm, 2-3 năm, 1 năm gì ngon lành. Lỡ bệnh xuống cái có người lo thì điều đó được. Còn bây giờ kêu những đức mà toàn đem băng ca ginh vô đây không, vậy thì cái ban tổ chức ai mà mỗi ngày chăm sóc, tắm rửa, ai làm đây quý vị? Nên nói cho rõ ràng, nên cái quy tắc mà vô chùa mình thì quý vị chỉ cần vô đây chấp hành quy tắc niệm Phật. Còn khi có của cải vật chất chia chác con cháu sạch sẽ đâu đó hết, đắc đai gì đó ký giấy sang tên đàng hoàng hết đi. Chứ đừng có vô đây ở thường trụ luôn mà còn nói xin về để mà làm giấy tờ này kia. Đã là muốn vô đây ở thường trụ thì ở nhà hãy giải quyết sạch việc đi rồi vô đây. Dù không có một cắt bạc, chỉ cần có tiền xe đi đến đây thì cũng nuôi quý vị cho đến khi hơi thở cuối cùng, đưa đi đến tên đài hỏa táng đàng hoàng luôn, đưa về cực lạc luôn. Rõ ràng đúng không? Nghĩa là mình sống với nhau rất chân thật, rất nhiệt tình quý vị. Hãy sống với nhau bằng cả trái tim đi. Hiểu không? Đừng nên sống giả dối chứ quý vị. Những đức thấy mỗi ngày những đức vui là do những đức sống nhiệt tình quý vị. Bây giờ tôi nói rồi, cuộc đời tôi từ hôm nay cái gì tôi cần nói tôi nói hết. Xong cái người sống với tôi thật giả gì kể quý vị, tôi không quan tâm tới chuyện đó nữa. Nè, làm việc không phải quả báo tự chịu. Mình nói rõ ràng hết rồi, đừng nên nghi ngờ gì nữa hết trơn á. Mình sống với người bằng cái tấm lòng chân thật đi quý vị. Lúc người ta khỏe mạnh, người ta phục vụ, người ta lo việc. Khi bệnh đau phải quan tâm, lo lắng cho người ta. Bữa đó những đức chia sẻ cái bài Phật Pháp mới đây nè. Phương pháp kiếm được tiền nhiều mà lại có đức. Bằng cách nào? Mỗi một vị trí làm chủ nên nghĩ cho người dưới tay mình. Là quý vị sẽ kiếm tiền nhiều mà lại có đức. Đừng có bao giờ chỉ muốn kiếm tiền mà không quan tâm con người. Vì con người là người tạo ra tiền, nên muốn có tiền thì phải quan tâm con người. Quan tâm con người mới có tiền. Chắc chắn luôn.
Mỗi một vị trí làm chủ phải thương con người, vì con người là người tạo ra cơ ngơi sự nghiệp cho mình, chắc chắn quý vị luôn. Nếu như vị không ngó ngàng, không quan tâm đến họ mà chỉ có tiền, 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 nhờ đức tin chắc quý vị, quý vị sẽ không phải là một con người sống đặc biệt đâu, chắc chắn quý vị. Quý vị sẽ là một con người cực kỳ lo âu với chuyện thế gian này, quý vị sẽ không có ngày tháng tự tại đâu, vì quý vị nặng gánh cõi trần gian. Hãy nhớ, nên mình là người học đạo, mỗi một vai trò làm chủ, nên nghĩ về người dưới tay mình chút. Nhất là người ta đi vô chùa tu, chân ướt chân ráo chưa biết gì, đừng có bao giờ mà bước vào trong chùa mà không dạy gì, mà chỉ bắt làm không. Quý vị đang diệt huệ mạng của người ta. Nếu như quý vị không ngó ngàng đến họ mà họ bước vào chùa họ lao theo cái đường sai thì tiêu rồi. Nên người ta mới vô chùa phải quan tâm, phải bố trí làm sao, cỡ nào cũng phải đầu tiên phải có một cái gì quy tắc để cho người ta theo cái khuôn đó mà ta sống trong ngôi tam bảo, ít gì nó cũng có một cái nhân cách đạo đức làm người. Vậy thì quá đặc biệt. Đừng có bao giờ nghĩ rằng học nhiều là hay, ban vô cái là mày học đi, nó học 2 năm sau nó ngông ngông nghênh nghênh, nó kiêu ngạo ngã mạn, thì lúc đó quý vị hại người ta rồi đó, chứ không phải giúp đâu. Hãy đem căn bản quan trọng nhất để dạy cho người ta về cái căn bản cuộc sống làm người chân thật. Đừng nên dạy người ta giả dối. Quý vị đang giả dối là đang dạy người ta giả dối đó. Quý vị biết mình mà chân thật là người bên cạnh mình sẽ chân thật à, nó 100% luôn. Nên cái chuyện làm chủ là phải căng nghĩ đến người dưới tay mình, mỗi vị trí chủ, chủ trì, chủ công ty, chủ xí nghiệp, chủ nhà, mỗi một vai trò làm chủ phải quan tâm cho cái người dưới tay của mình, phải thương yêu người ta. Người ta cần được cái tình thương yêu đó đó quý vị à, thật sự luôn đó. Nên như vậy thì cái nơi ở của mình nó an lạc, nó vui lắm, như một đại gia đình vậy đó. Hãy quan tâm cho nhau, vì ta cũng muốn được quan tâm. Nhớ. Còn tất cả những người làm ngành giáo dục, từ thầy cô giáo, hãy quan tâm cho con em người ta như con em của mình. Chúng ta coi trẻ em bây giờ, nhiều trẻ em bị hư là ngay chỗ nào? Là do ngay chỗ vị trí chúng ta thành tích chạy theo, mà ít quan tâm tới nhân cách sống đơn giản bình dị, mà cuối cùng trẻ em bị hư đó quý vị ơi. Nên những đức nói rằng chúng ta có cương vị trong nền giáo dục, quý vị hãy đề xướng lên cái việc dạy học, nhưng phải có thời giờ giấc để dạy thêm nhân cách đạo đức làm người cho các cháu. Muốn làm được vai trò này thì có một người thích làm nghề đó, ngành giáo dục đó, phải đi đâu mới dạy được điều đó? Phải giả thường gian bình thường, đi len lỏi vào lớp học, ở trong lớp học, đi theo học sinh, coi nó sống sao, khi học xong nó ra ngoài nó nói cái gì, nó đang sao sao sao, trong nam nhóm nữ. Quý vị nên tìm hiểu gần gũi tụi nó và là một người thường gian bình thường, để ý quan sát kỹ lưỡng hết rồi quý vị mới dạy nó, lúc đó nó mới đi thẳng vào nội tâm mà dạy được lớp trẻ đó, chắc chắn luôn. Chứ không phải là sách vở mà dạy được đâu, phải đi tham khảo sâu sắc. Tại sao Như Đức chia sẻ Phật pháp hoài? Vì Như Đức ngày nào cũng đi chung với người ta, ăn chung, ngồi chung, chơi chung, rồi nói chuyện chung, nên Như Đức mới có nhiều tư tưởng, nên Như Đức nói ra nó xác thực con người đang cần. Còn nếu như quý vị mà luôn luôn ở trên trời nhìn xuống thì không biết được ở dưới đây người ta cái gì đâu. Nên mỗi một vai trò làm lớn phải xem xét sâu sắc. Nó xem xét mà còn sâu sắc, chứ không phải là xé xác. Hiểu không? Mình mà không sâu sắc thì sao mình thương người ta? Người ta này lễ lọc này trong chùa, ta làm mình nhìn gần gũi mình thấy thương người ta ghê, ta làm cực lực luôn. Nên một nụ cười, một lời chào hỏi, một miếng bánh, một miếng kẹo, một miếng nước thôi cũng làm cho người ta vui nữa. Đó là sự khích lệ để con người người ta phát triển tâm lực của người ta, để người ta làm việc. Đó là cái mà làm chủ nên quan tâm chút nghe. Nó như vậy thì kiếm tiền lâu dài lắm nha. Còn nếu không á, là kiếm tiền nhất thời á. Kiếm tiền mà không biết thương con người là kiếm tiền mau hết lắm. Không có tiền hoài đâu mà có quả đó. Nó quả báo cũng đến với mình, không đặc biệt đâu quý vị à. Người làm chủ cũng gì nữa, đừng có nên chặn đồng lương của họ. Hãy suy nghĩ mình có ăn nhiều thì mình chia cho họ bớt miếng, còn có ăn bớt bớt thì mình cũng chia nó bớt bớt một chút, kệ cho nó sống một chút đi.
Vậy thì mình có đức quý vị à, có đức thì thịnh vượng lâu dài. Nên những cái bài chia sẻ Phật Pháp này, vừa tin Phật, niệm Phật rồi, vừa nhân quả, vừa quá đầy đủ trong đây rồi. Nên trong vòng thời gian tiếng đồng hồ, những đức chia sẻ cho quý vị nghe, quý vị để ý đi, để quý vị áp dụng trong cái cuộc đời này. Nói tóm lại là tín nguyện niệm Phật, cái đầu tiên là tin sâu nhân quả và tín nguyện niệm Phật. Đã là tin sâu nhân quả rồi thì tất cả những việc trong cuộc đời này thôi, chúng ta không có muốn hờn trách làm chi, nhưng có hờn trách, nhưng hờn trách một chút rồi buông đi, càng buông sớm chừng nào càng tốt chừng nay. Thật sự tin sâu nhân quả rồi thì buồn trách cái gì chút xíu buông ra đi, buông càng sớm càng tốt. Nhớ kỹ câu này, mình khuyên thì cứ khuyên, ai làm sao được thì tùy duyên người ta. Cái quan trọng quý vị là tín nguyện niệm Phật để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.